Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ 3 năm 2022 với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực điều dưỡng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam và hơn 500 đại biểu trong nước, quốc tế. 30 báo cáo được nêu ra trong hội nghị tập trung vào các lĩnh vực then chốt của công tác điều dưỡng như kỹ thuật chăm sóc vết thương bằng máy plasma, kỹ thuật cao trong hồi sức tích cực, chăm sóc điều trị ung thư, can thiệp chăm sóc điều dưỡng, kết quả chăm sóc và điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, dinh dưỡng điều trị và quản lý khoa học đào tạo dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Thông qua những kiến thức bổ ích lĩnh hội từ hội nghị khoa học lần này sẽ giúp cho bệnh viện tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, điều dưỡng, đáp ứng yêu cầu của bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.